Alright, so we got pizza for lunch. Look at that. Right here. Barbecue chicken. Okay. All right, this is our lunch for Glamis. Got chicken wings, garlic bread, and pizza. Pizza. Yeah, pizza. And in here is the kitchen.
Em ơi, đã tới sa mạc rồi. Bây giờ cái này là bạn của anh nè. Đẹp không?